cái hãng hiện nay đó là ở Việt Nam mình đó là cái hãng Motiva và hãng Mentor. Và hai hãng đó là hai hãng cảm thấy là nó ok nhất trong thị trường hiện nay. Nó là cái nào? Cái này cái Home Motiva thì đây là không chip là 38 triệu nè. Cái này chip thường là 50, còn này là Aerodromix là 60 nha. Là ba dòng túi đó của hãng Motiva. Còn này là của hãng Mentor nha. Hôm em mấy em thấy người ta làm cái túi nano là cái gì ta? Nano đó là cái Motiva nó có nano không chip nè. Nó cái tên nó thôi. À. Nano không chip, nano chip thường và nano chip aerodynamic. À, cái này là nano là chip thường à? Ừ, không chip. Không chip đúng rồi. Còn cái này là có chip. Có chip và chip thường thì 50 triệu, còn này là aerodynamic 60. 60 là có chip hết luôn. Còn cái này là không chip, nó cũng giống nhau. Khác nhau thì cái chất liệu nó khác nhau chứ. Giống như Sarim với lại xe SH gì đó nó khác nhau. Ý chẳng hạn như giờ em muốn dài cái hàng mắt kia này mà cái loại không chip á thì không nó có. À nó phải có chip hả? Bắt buộc nó phải có chip. Thế rằng là nó bao nhiêu xe? Cái đó là 50, còn đây là 60. Mình giảm chưa? Bác không giảm, bác nói là giá đúng rồi, bác không có giảm. Nếu có xe thì mình phải tính thêm tiền treo nữa. Không ngờ em không có. Thì nó, mà hiện nay ngay thời điểm này thì nó không còn túi nữa, nó chỉ còn túi không chip thôi. Đây này nè. Ừ, chỉ còn một loại nữa. Nhưng nó có tốt không? Thì đương nhiên nó phải tốt, nhưng mà nó không tốt bằng mấy cái kia thôi. Nó không tốt bằng cái này thôi. Nhưng mà nó không tốt là nó không tốt cái gì hết. Nó cứng này hơn, nó chất lượng nó không bằng. À, cái này nó mềm. Đúng rồi. Giờ là chỉ còn cái này thôi. Đúng rồi. Cái này không có. Cái này cũng được. Còn cái mình muốn làm cái loại tốt quá thì phải để khi nào có túi thì các bác mới gọi cho mình. Chứ hiện nay thì không còn. Cùng một hãng hết. Nhưng mà cái này nó cứng hơn. Rồi vậy nhé. Mình vô đây đi bác tư vấn xa túi cho rồi mình về mình xin.